Thận hư, thận yếu, đừng tốn tiền mua thuốc, hãy uống nước đậu đen theo cách này sẽ khỏe lại ngay. Quý vị và các bạn thân mến, đậu đen hay còn gọi là đỗ đen, ô đậu, hắc đại đậu được trồng rất phổ biến ở nước ta. Ngoài công dụng thanh nhiệt, hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm đẹp da, việc sử dụng các bài thuốc dân gian chữa thận yếu bằng đậu đen cũng được khá nhiều người áp dụng. Dưới đây là tổng hợp những cách thức đơn giản, hiệu quả nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thận hư, thận yếu, đừng tốn tiền mua thuốc, hãy uống nước đậu đen theo cách này sẽ khỏe lại ngay. Chữa thận yếu bằng đỗ đen là phương pháp được lưu truyền khá rộng rãi trong dân gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách áp dụng. Dưới đây là gợi ý của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về các bài thuốc chữa thận yếu bằng đậu đen. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Bài thuốc đậu đen và cỏ chanh. Với bài thuốc này, bạn cần chuẩn bị 100g đậu đen còn tươi và 15g cỏ chanh. Bằng những nguyên liệu này, bạn thực hiện như sau. Nhặt sạch đậu đen, loại bỏ những hạt bị hỏng, sâu mọt để không ảnh hưởng đến chất lượng bài thuốc. Tương tự như vậy với cỏ chanh, bạn cũng cần nhặt những lá héo, úa vàng, sâu hỏng đi. Sau đó, bạn rửa sạch tất cả các nguyên liệu kể trên rồi để cho ráo nước. Tiếp theo, bạn rang chín đậu đen đến khi thấy mùi thơm là được. Bạn bỏ tất cả đậu đen và cỏ chanh vào nồi nước rồi mang đi sắc. Khi nồi nước sôi, bạn để lửa nhỏ và nấu trong vòng 30 phút rồi tắt bếp. Khi sử dụng bài thuốc này, bạn hãy uống khi đang còn ấm và uống hết ngay trong ngày. Bài thuốc cần được sử dụng liên tục từ 2 đến 3 tháng để thấy hiệu quả khác biệt. 2. Cách chữa thận yếu bằng đậu đen và vừng đen. Chữa thận yếu bằng đậu đen và vừng đen là bài thuốc vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100g đậu đen và vừng đen. Sau đó, bạn rửa sạch đậu đen rồi để ráo nước. Bước tiếp theo, người bệnh rang đậu đen cùng vừng cho đến khi tỏa ra mùi thơm là được. Sau đó, bạn tán nhuyễn cả hai nguyên liệu này thành hỗn hợp bột mịn. Mỗi lần dùng, bạn lấy 2 thìa bột pha cùng nước ấm và uống trước bữa ăn 30 phút. Bài thuốc này sẽ giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, ngăn cản tổn thương và dứt điểm triệu chứng. Hãy sử dụng tối thiểu 1 tháng để cảm nhận rõ ràng những thay đổi nhé. Với những bài thuốc kể trên, để tránh những rủi ro có thể xảy ra, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học, điều độ và nghỉ ngơi hợp lý. Bạn cần bỏ qua chất kích thích, thực phẩm nhiều muối và kali trong thực đơn hàng ngày. Bên cạnh đó, hãy hạn chế uống nước nhiều vào ban đêm để tránh triệu chứng tiểu đêm. 3. Nước đậu đen rang bổ thận. Thận là cơ quan quan trọng trong cơ thể, có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ những chất độc hại. Sử dụng nước đậu đen chữa bệnh thận được cho là phương pháp đơn giản, mang lại hiệu quả tốt. Người bệnh nên tham khảo để thực hiện. Chuẩn bị nguyên liệu. Đỗ đen khô 500g, nước lọc 1 lít. Cách thực hiện. Đậu đen nhặt bỏ những hạt mọt hỏng hoặc đãi trong nước, vớt những hạt lép rồi để cho ráo. Cho đậu đen vào chảo rang kỹ, đến khi ngửi thấy mùi thơm thì tắt bếp. Để đậu nguội, cho vào lọ đậy kín dùng dần. Lấy một nắm đỗ đen rang cho vào ấm, thêm 1 lít nước lọc đun kỹ khoảng 15 phút. Ủ trong bình giữ nhiệt 1 tiếng hoặc hãm cho đến khi nước nguội thì rót ra uống. 4. Cách chữa suy thận bằng đậu đen với cây nhọn nồi. Nhọn nồi hay còn gọi là cây cỏ mực, hạ liên thảo. Đây là vị thuốc được biết đến với công dụng phổ biến nhất là cầm máu, bổ thận âm, làm đen tóc. Bài thuốc từ đỗ đen và cây nhọn nồi rất dễ thực hiện, lại phát huy tối đa công dụng, giúp tăng cường chức năng thận. Chuẩn bị nguyên liệu. Đậu đen tươi 40g, nhọn nồi 30g. Cách thực hiện. Đậu đen nhọn nồi nhặt sạch sẽ phần sâu hỏng rồi rửa sạch. Đỗ đen rang cho đến khi có mùi thơm. Cho đỗ rang và nhọn nồi vào bình sắc kỹ. Lưu ý sau khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, đun khoảng 30 phút rồi tắt bếp. Uống khi nước đậu đen và nhọn nồi còn ấm để có kết quả tốt nhất. Sử dụng liên tục từ 2 đến 3 tháng. Ngoài công dụng chữa thận yếu thì nước đậu đen còn có một số công dụng sau. 1.
hỗ trợ phòng tránh bệnh tim mạch. Với hàm lượng dưỡng chất dồi dào, các loại đậu đen có tác dụng giảm hàm lượng cholesterol có trong máu, hạn chế nguy cơ mắc phải chứng xơ vữa động mạch, mạch vành. Ngoài ra, đậu đen còn chứa folate có tác dụng ức chế tổng hợp homocysteine, nguyên nhân chính gây ra các bệnh tim mạch. Hàm lượng quercetin và saponin phong phú giúp kháng viêm, tăng cường đề kháng tự nhiên. Để tận dụng tác dụng tuyệt vời của đậu đen với sức khỏe tim mạch, bạn cần bổ sung nước đậu đen trong các chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Bạn có thể nấu chè đậu đen, hầm nước hoặc sử dụng trong những món ăn thường ngày cùng với nguyên liệu khác để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. 2. Có phòng ngừa bệnh ung thư. Đậu đen có chứa selenium, hợp chất hỗ trợ cải thiện chức năng hoạt động của men gan, tăng cường đào thải chất độc, ức chế sự phát triển của khối u, giảm quá trình di căn của các tế bào ác tính. Sử dụng đậu đen trong chế độ ăn uống hàng ngày chính là phương thuốc giúp giảm nguy cơ ung thư hiệu quả. 3. Hỗ trợ chữa trị triệu chứng tóc bạc sớm, ngăn ngừa rụng tóc. Nếu bạn đang tự hỏi uống nước đậu đen có tác dụng gì không, hãy tìm hiểu về khả năng cải thiện mọc tóc của đậu đen. Loại ngũ cốc thần dược này có chứa hàm lượng vitamin B6, vitamin A, kẽm, kali và magie cao, có tác dụng bổ sung dinh dưỡng, giúp kích thích nang tóc phát triển, điều trị triệu chứng tóc bạc sớm, cải thiện tình trạng rụng tóc sinh lý một cách hiệu quả. Để đảm bảo tác dụng, bạn cần sử dụng khoảng 500g đậu đen, rửa sạch phơi khô, rồi đem xao thơm và tán thành bột mịn. Hàng ngày, pha bột đậu đen uống với nước sôi thay trà, duy trì 2 lần trong ngày. Ngoài ra, bạn có thể chưng đậu đen cùng hà thủ ô, ăn khoảng 1 tháng trên lần để sở hữu mái tóc mây xuân đẹp. 4. Đậu đen giúp bổ thận, cải thiện chức năng sinh lý. Trong đông y cổ truyền, đậu đen là loại dược phẩm thuộc hành thủy, có chứa nhiều chất dinh dưỡng, có tác dụng dẫn thuốc về thận, cải thiện các triệu chứng thận hư, thận yếu, suy thận, tăng cường chức năng sinh lý và hỗ trợ điều trị các vấn đề sức khỏe khác liên quan đến thận. Bài thuốc điều trị bệnh thận gồm 2 nguyên liệu cơ bản, bao gồm 100g đậu đen xanh lòng và 20g cỏ chanh tươi. Đậu đen, cỏ chanh làm sạch, rửa và hong khô cho ráo nước. Sắc thuốc với khoảng 300ml nước trong vòng 10 phút rồi lọc lấy bã và đun lấy nước cốt. Sử dụng bài thuốc trong ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất. 5. Điều trị bệnh mất ngủ. Trong dân gian từ xa xưa đã lưu truyền bài thuốc điều trị bệnh mất ngủ bằng đậu đen vô cùng hiệu quả. Các dưỡng chất có trong đậu đen giúp cải thiện tốc độ lưu thông máu, duy trì dưỡng chất trong cơ thể, giúp cải thiện giấc ngủ một cách nhanh chóng và an toàn. Để thực hiện, bạn chỉ cần lấy đậu đen rửa sạch, mang xao khô, cho vào bình thủy tinh. Dùng rượu trắng có độ cồn khoảng 35-40 độ, đổ ngập bề mặt đậu và ngâm trong vòng 1 tuần. Mỗi ngày uống khoảng 20ml rượu này có tác dụng chữa mất ngủ và các triệu chứng rối loạn tiền đình. 6. Giải rượu, chống các triệu chứng ngộ độc rượu. Đậu đen có tác dụng giải rượu, đào thải chất độc, giúp cơ thể thanh tỉnh một cách nhanh chóng. Loại ngũ cốc này còn giúp giảm thiểu các tác hại của cồn đối với cơ thể nếu được sử dụng đúng cách. Bài thuốc giải rượu bằng đậu đen khá đơn giản. Nguyên liệu gồm 100g đậu đen, rửa sạch, phơi khô và mang đậu đen sắc thành nước đặc để uống nhiều lần trong ngày khi bị say rượu. Nước đậu giúp kích thích nôn, giải trừ chất cồn, cân bằng điện giải trong cơ thể. 7. Điều trị bệnh trĩ ngoại hiệu quả. Với những người thường xuyên bị cơn đau trĩ dày vò, sử dụng đậu đen là một cách tốt giúp bôi trơn đường ruột, cải thiện khả năng tiêu hóa, từ đó giúp giảm các cơn đau khi đi vệ sinh, hạn chế sưng viêm và giảm kích thước búi trĩ. Với bài thuốc này, bạn cần sử dụng các loại đậu đen xanh lòng, mang đi rửa sạch, rang chín và sắc thành nước đặc với bồ kết và sao vàng. Khi đậu đã nguội, trà sát nhẹ để đậu tự bong lớp vỏ đen bên ngoài. Đậu tán thành bột, trộn chung với mỡ lợn, vo thành các viên nhỏ, uống 30 viên mỗi ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. 8. Hỗ trợ điều trị bệnh gút. Đậu đen có chứa nhiều lipid, protein và hợp chất anthocyan, có tác dụng chống sưng viêm, giúp điều trị các triệu chứng của bệnh gút. Không chỉ vậy, loại thực phẩm này còn giúp bổ sung các chất chống oxy hóa, giúp giảm lượng axit uric có trong máu,
hạn chế lắng đọng tinh thể muối ở thận và các khớp một cách nhanh chóng. Theo dân gian, bài thuốc trị bệnh hút bằng đậu đen tốt nhất chính là dùng đậu đen xanh lòng rửa sạch, rang khô, sao thành bột và pha nước uống hàng ngày 2 lần vào các buổi sáng và tối. Ngoài ra, người bệnh có thể bổ sung dinh dưỡng bằng cách dùng đậu đen và dừa tươi hấp cách thủy 1 lần trên tháng để hạn chế triệu chứng bệnh. 9. Hỗ trợ giảm huyết áp. Đậu đen sở hữu hàm lượng natri thấp là nguồn cung cấp các khoáng chất dồi dào bao gồm canxi, magie và kali. Sử dụng đậu đen thường xuyên có tác dụng điều hòa huyết áp, hạn chế các triệu chứng xây xẩm, mệt mỏi do căn bệnh huyết áp cao gây nên. Đồng thời, đậu đen còn giúp điều hòa thân nhiệt vô cùng lành tính. Để điều trị bệnh huyết áp, trong dân gian lưu truyền bài thuốc đậu đen ngâm giấm với nguyên liệu chính gồm 500g đậu đen xanh lòng và 200ml giấm ăn. Đậu đen rửa sạch, phơi khô, cho vào lọ thủy tinh và đổ giấm cho ngập mặt đậu rồi ngâm trong khoảng 2 tháng. Mỗi ngày, người bệnh sử dụng 2 thìa để ổn định huyết áp, dùng thường xuyên là hiệu quả nhất. 10. Chữa các bệnh đau lưng, đau xương khớp. Nếu bạn đang tự hỏi uống nước đậu đen có công dụng gì, thì đừng quên đây là loại thần dược dành cho những bệnh nhân xương khớp. Đậu đen có chứa hàm lượng canxi, protein và phốt pho cao. Đây là những khoáng chất hỗ trợ quá trình xây dựng và duy trì cấu trúc xương. Nguồn sắt và kẽm có trong đậu cũng giúp cải thiện khả năng đàn hồi và duy trì sức khỏe xương khớp một cách ổn định. Bài thuốc chữa đau xương khớp bằng đậu đen có thành phần gồm đậu đen xanh lòng và rượu trắng từ 35 đến 40 độ cồn. Đậu đen rửa sạch, phơi khô, cho vào chảo sao thơm. Ngâm đậu đen với rượu trắng theo tỷ lệ 1 năm và giữ trong 4 đến 5 tháng ngâm ủ là dùng được. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 20ml trong bữa ăn. 11. Đào thải chất độc trong cơ thể. Đỗ đen có chứa hợp chất molybdenum có tác dụng hỗ trợ quá trình đào thải sunfit, một hóa chất độc hại có trong các loại chế phẩm công nghiệp gây nên những triệu chứng bệnh bao gồm rối loạn tiền đình, rối loạn nhịp tim, mất ngủ ở con người. Vậy nước đậu đen có tác dụng gì cho bà bầu? Loại ngũ cốc này giúp thanh lọc chất béo, hạn chế nguy cơ tiểu đường thai kỳ, giúp cải thiện sức khỏe cho mẹ và thai nhi rất hữu hiệu. Loại ngũ cốc này cũng có chứa các loại axit amin tốt cho sức khỏe, hỗ trợ hấp thụ chất béo dư thừa, giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mỗi ngày, bạn nên bổ sung khoảng 20-30g đậu đen trong chế độ dinh dưỡng, thông qua các cách chế biến như sắc lấy nước, hầm hoặc nấu chè để tăng hiệu quả đào thải chất độc. 12. Cải thiện triệu chứng bệnh tiểu đường. Đối với người tiểu đường, nước đậu đen rang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giảm biến chứng bệnh. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, tiêu hóa chất xơ từ đậu đen có tác dụng giảm đường huyết, giảm lượng lipid và insulin có trong máu bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra, đậu đen còn có các loại vitamin và khoáng chất giúp tăng cường đề kháng, chống viêm nhiễm hiệu quả. Để trị các triệu chứng tiểu đường bằng đậu đen, bạn cần dùng 300g đậu đen xanh lòng đem rửa sạch, phơi khô và sao thơm, rồi đun với nước sạch trong vòng 30 phút để ra hết dưỡng chất. Dùng nước đậu đen thay nước lọc trong ngày và duy trì hàng ngày giúp mức đường huyết trong máu luôn ổn định. 13. Hỗ trợ hệ tiêu hóa, hạn chế táo bón và bệnh đường ruột. Đối với hệ tiêu hóa, đậu đen, loại thực phẩm có hàm lượng chất xơ vượt trội, có tác dụng bổ sung khoáng chất, tạo nên môi trường lý tưởng cho lợi khuẩn phát triển. Từ đó giúp tăng nhu động đường ruột, phòng tránh các bệnh tiêu hóa, giảm triệu chứng ợ nóng, đầy hơi, táo bón, nhanh chóng. Với những người mắc bệnh tiêu hóa, để phòng và trị bệnh, cần chuẩn bị 100g đỗ đen cùng 3 nhánh tỏi tươi. Đỗ đen rửa sạch, đem rang chín, tỏi lột vỏ, giã cho dập. Cho các nguyên liệu vào ninh nhừ và chắt nước uống vào buổi sáng, duy trì khoảng 15 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy ban biên tập chương trình đã tổng hợp những cách chữa thận yếu bằng đậu đen dễ thực hiện ngay tại nhà. Hy vọng với những thông tin trên, quý vị sẽ biết thêm được một cách chữa đơn giản hiệu quả. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ ngay với Ăn Sạch Sống Khỏe bằng cách comment ở bên dưới phần bình luận để được hỗ trợ kịp thời. Ban biên tập chương trình xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.